Đó là các bạn mới để sẽ làm cái hòn camera động vật một phần hai các bạn, camera động vật phần hai là các bạn rút màn hình camera động vật phần hai rút cái 3D cái mô camera các bạn. Và cái này là cứ đầy đủ luôn, cái để thử cái con thằng hoàng á, cái để sẽ thử con thằng hoàng. Ok. Ủa, quảng cáo, quảng cáo. Tắt tắt mới được. Tắt mới được. Đây. Đây có thằng lằn nè. Đây là có thằng lằn các bạn. Ui, cái con thằng lằn nó dễ chết các bạn ơi. Thằng lằn nó dễ chết nè. Thằng này nó dễ chết rồi. Ủa, thằng này nó mất tiêu rồi. Đây con thằng lằn nè. Đây con thằng lằn nha. Đây là con thằng lằn nè. Ủa, thằng này nó mất tiêu rồi. Con thằng lằn đâu rồi? Sao con này khó quay quá hả? Cái này nó quay. Đây là con thằng lằn các bạn. Đây là con thằng lằn. Thôi để cho tìm con khác các bạn. Có rất là nhiều con luôn. Để sẽ thử con cá hồi. Để sẽ thử con cá hồi rồi. À cá hồi à. Đây là con cá hồi các bạn. Con cá hồi màu đỏ. Con cá hồi màu đỏ các bạn. Con cá hồi màu đỏ luôn. Ủa ta mở gì? Đây là cái con cá hồi màu đỏ hả các bạn? Cá hồi này mới đúng là mini luôn. Đây là con cá hồi màu đỏ hả các bạn? Đây là cái con cá hồi màu đỏ nè. Đây là cái con cá hồi màu đỏ hả các bạn? Đây là con cá hồi màu đỏ. Đây là cái con cá hồi màu đỏ hả các bạn? Rồi, cái loại hộp. Con cá hồi màu đỏ. Con cá hồi màu đỏ nè. Cái tiếp theo là để sẽ thử một cái con cá hồi thường. Đây, con cá hồi bình thường nè. Con này nó cũng rất là giống con cá hồi đỏ luôn, nhưng mà nó màu lại khác. Con này nó hơi khác cái con cá hồi màu đỏ chút nha. Đây là cái con cá hồi hồi thường nè. Cái màu nó xám hơn nè. Còn có con cá hồi hồi mà đầu xám là cái của mình nó đỏ. Đây là con cá hồi thường các bạn. Còn cái con cá hồi hồi nãy là con cá hồi màu đỏ. Con cá hồi thường nè, là con cá hồi thường. Còn cái con cá hồi hồi nãy là con cá hồi màu đỏ. Là cá hồi màu đỏ. Có cá hồi nãy để quay là cá hồi đỏ, là cá hồi thường. Hôm. Hôm. Chắc là con gà. Đây là con gà màu trắng. Đây là con gà màu trắng. Con gà các bạn, con gà màu trắng. Đây là con gà màu trắng nè. Con búp 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 cặp 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 cặp. Ôi đang dòm nó đang nhầm mặt đợi rồi. Ôi con gà đang dòm mặt, nó dòm mặt đợi rồi. Con gà này là đang dòm mặt đợi rồi. Ủa con gà dễ quay quá à. Ủa con gà quá dễ quay rồi. Ủa con gà nó dễ quay quá các bạn ơi. Ủa con gà dễ quay quá à. Con gà quá dễ mua, dễ quay lắm luôn à. Ủa con gà dễ quay quá các bạn. Con gà rất là dễ quay luôn. Đây là con gà màu trắng các bạn. Đây là con gà màu trắng anh. Để cho tìm con gà khác. Để có quay con gà màu trắng. Con gà màu trắng nè.
Bây giờ để sẽ lấy cái con con cua đi, này con cua nè. Để sẽ quay cái con cua được rồi. Đây là con cua đó các bạn. Nên đây là cái clip phần 2 các bạn. Con này con cua nó đang đi nè. Đây là con cua nha các bạn. Lại sẽ bấm vô thử cái con cua. Cua bò. Đây là con cua nè. Con đây là con cua nha. Con này là cua cua đực. Lại sẽ thử con bóm nè, con bóm. Lại sẽ thử con bóm nè. Đây là con bóm nè các bạn. Ủa con bóm rồi. Ủa con bóm nó mất tiêu rồi. Ủa sao con bóm khó quay quá à? Ủa cái con bóm nó mất tiêu rồi. Chắc để phải để xuống mới được. Cái con bóm này mà nó đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Chắc để phải để nó xuống mới được. Cái con bóm này nó đang đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Con bóm mình khó quay quá à. Ủa con bóm mình sao khó quay vậy? Con bóm mình bay mất tiêu rồi nó bay. Cái con bóm này nó làm gì vậy? Nó làm gì? Bóm nó làm cái con đợi để con tính thử con bóm nó bay như con bóm đi mất tiêu luôn. Con bóm gì mà khó quay quá à. Để đang tính thử cái con bóm thôi mà con bóm nó bay như mất tiêu rồi sao để quay được. Thôi để quay được. Ôi đúng mà cái con bóm như bóm nhanh như đờ. Đúng mà con bóm nhanh như đờ. Rồi tiếp theo thì để sẽ thử con bò cạp. Đây là con bò cạp mà các bạn. Có học toán kém không? Nữa, quảng cáo khủng long nữa. Vì bạn cần IQ cao. Đây là khủng long nữa. Xó. Không không có cài gì hết nữa. Quảng cáo còn game khủng long. Khủng long luôn. Đây là con bò cạp mà các bạn. À chà, rồi bò cạp nó giải chết rồi. Đây là con bò cạp các bạn. Con này là con bò cạp nha. Con bò cạp rất là dễ quay luôn nè. Đây là con bò cạp các bạn. Con bò cạp rất là dễ quay luôn. Đây là con bò cạp nè. Bò cạp rất là dễ quay. Con này là con bò cạp nha các bạn. Bò cạp nè. Rất là dễ quay luôn. Đây là con bò cạp nó đang giải chết nha các bạn. Giải chết. Giải chết nha các bạn. Cái con này là có hai con cá hồi nè. Có con cá hồi thường nè. Con cá hồi màu đỏ nè. Còn cái con cá hồi nào mà cái đầu nó màu xanh lá cây là cái mình nó sẽ có màu đỏ. Con cá hồi này cái đầu nó màu xanh lá cây mà mình nó có màu đỏ. Con cá hồi này để có thử rồi mình nó cá hồi này nó dễ quay hơn cái gì. Dễ quay hơn. Đây là cái con rắn các bạn. Con rắn này để có thử hôm qua rồi mà con rắn lắm nó khó quay hơn. Đây là con rắn các bạn. Cái con rắn này rồi để có thử hôm qua rồi mà con rắn nó rất là khó quay luôn. Bây giờ đệ sẽ không có quay con rắn nữa nên đệ sẽ quay con hổ hơn. Con hổ bự. Con rắn đệ có quay rồi mà con rắn khó quay hơn. Rồi con hổ chết luôn rồi. Rồi con hổ chết rồi. Ê da con hổ chết rồi. Rồi con hổ đang chết mày. Con hổ cái gì sao mà con hổ hổ té xuống vô chết rồi. Chết rồi. Tiếp theo đệ sẽ thử con chuột cống các bạn. Tiếp theo đệ sẽ thử con chuột cống nè. Con này là con chuột cống các bạn. Đây là con chuột cống nè. Ôi con chuột cống đang còn đứng dậy các bạn. Ui cái con chuột cống đang còn đứng dậy. Ôi cái con chuột cống các bạn đang còn đứng dậy nè. Con chuột cống nó hơi dễ quay lắm nè. Con chuột cống này nó rất là dễ quay luôn. À chà. Đây là cái con chuột cống nè. Nó rất là dễ quay luôn. Cái con chuột nè dễ quay hơn. Chuột có chuột cống nè. Theo thì để sẽ thử. Để sẽ thử con bạch tuộc các bạn. Con này là con bạch tuộc nè. Để sẽ thử con bạch tuộc màu trắng nè. Thì để sẽ thử con bạch tuộc màu trắng nè. À đây là con bạch tuộc màu trắng nè. Con bạch tuộc bay các bạn. Đây là con bạch tuộc màu trắng. Đây là con bạch tuộc màu trắng. Con bạch tuộc màu trắng nè các bạn. Nó đang bay nè. Con bạch tuộc trắng nè. Đây con bạch tuộc trắng đang bay nè.
Con này là con bạch tuộc trắng nha các bạn. Đang bay lên. Đây là con bạch bạch tuộc màu trắng. Con này là con bạch tuộc, nó rất là dễ quay luôn nè. Bạn xem nè, cái con bạch tuộc rất là dễ quay luôn. Nhưng mà để quay con bạch tuộc được thì là con bạch tuộc trắng. Tuộc trắng. Con bạch tuộc màu trắng nè. Để sẽ thử con bạch tuộc màu đỏ nè. Để sẽ thử con bạch tuộc màu đỏ nè. Bạch tuộc này là bạch tuộc màu đỏ các bạn. Con bạch tuộc màu đỏ nha. Bạch tuộc đỏ cũng dễ quay như bạch tuộc trắng, màu trắng luôn, mà con bạch tuộc trắng nó sẽ nhỏ hơn. Con bạch tuộc đỏ nó sẽ bự hơn. Con bạch tuộc trắng nó sẽ nhỏ hơn, con bạch tuộc màu đỏ nó sẽ bự hơn à. Tuộc màu trắng nó để quay mà nó hơi nhỏ. Để xem. Ui có hai con heo rừng giống nhau nè. Ui. Trong điện thoại này có hai con heo rừng rất là giống nhau luôn. Một con thứ nhất nè, một con thứ hai nè. Ui có hai con heo rừng rất là giống nhau luôn nè, các bạn xem nè. Hai con heo rừng rất là giống nhau luôn. Cái này có heo rừng thứ nhất nè, heo rừng thứ hai. Trong đây có hai con heo rừng rất là giống nhau luôn. Đây là con này là con bướm các bạn, con bướm rất là khó quay luôn. Đây là con bướm các bạn, con bướm rất là khó quay luôn à. Con này là con bướm nha mà nó khó quay hơn. Tiếp theo à, đây là con vịt vịt ta nè, đây là con vịt ta nha. Đây có option các bạn, có option này bữa hôm qua để quay con option rồi, bữa hôm qua để quay con option rồi. Tiếp theo thì để sơ quan chọn con ca. Tiếp theo thì để sơ quay lợ con cá sấu nè. Thế thì để sẽ thử cái con cá sấu như này lợ. Cá sấu hồi bữa hôm qua để có thử và mới khó hơn. Đây con cá sấu nè. Con cá sấu này. À cha. Đang cắn bạn ơi. Con cá sấu đang cắn. Nó cắn bạn ơi. À cha. Con cá sấu đang cắn bạn ơi. Cắn. Ủa cái con cá sấu bạn ơi. Nó đang cắn kìa. Đây là con cá sấu nè. Cá sấu này để có quay rồi nhưng mà nó khó quay hơn. Cái con cá sấu này á, để có quay rồi mà con cá sấu nó khó quay hơn. Cá sấu để quay rồi, cá sấu này. Nhưng mà nó khó quay hơn. Chờ lại chút nè. Ủa. Chờ lại chút. Nước. Bây giờ để sẽ không có chọn con rắn nữa. Bây giờ để sẽ chọn con bò tạm và bò cạp cuối cùng. Bây giờ đệ sẽ không có chọn con rắn này nữa. Nên bây giờ thì đệ sẽ chọn một con bò cạp cuối cùng. Bây giờ đệ sẽ chọn một con bò cạp cuối cùng. Ủa, khủng long nữa. Đi em khủng long hoài. Để bây giờ đệ sẽ chọn con bò cạp cuối cùng các bạn. Ủa, con bò cạp chưa có đóng tiền các bạn ơi. Con bò cạp này quá mắc tiền rồi. Ủa con bò cạp chưa có đóng tiền các bạn ơi. Bò cạp này quá mắc tiền rồi. Đây là con bò cạp này là nó mắc tiền lắm các bạn. Con bò cạp này là nó mắc tiền. Nó rất là mắc luôn. Để bấm vô mà nó cũng không có con bò cạp luôn. Bò cạp này là đó phải có nhiều tiền mới có được con bò cạp xuất hiện. Nhưng mà cái này thì con bò cạp này quá mắc rồi. Cho nên để không có quay được. Nó mắc rồi. Đi đây là con rắn này, con rắn rất là rẻ luôn. Con rắn để quay được mà đệ vẫn thấy hình con rắn. Mà đệ vẫn thấy hình con rắn mà rắn đệ nghĩ quay rồi. Và tiếp theo thì đệ sẽ quay con nhái đi các bạn. Rồi đệ sẽ thử con nhái nha. Đệ sẽ thử con nhái nha. Đây là con nhái các bạn. Đây là con nhái nha. Đây là con nhái nha. Ôi, nó không chịu nhảy các bạn ơi. Mẹ đang còn lắp đập. À cha. Nhảy mà đụng như rơi vách tường luôn các bạn ơi. Con nhái nhảy mà đụng như rơi vách tường luôn. Ủa, sao nó lâu giờ mà không chịu nhảy ta. À cha. Nhảy mà đụng như vách tường nha các bạn. Con nhái mà nó nhảy mà đụng như vách tường luôn nè. Con nhái này rất là dễ quay nè. Con nhái này rất là dễ quay luôn mà nhảy cái đụng như vách tường nè. Con nhái rất là dễ quay luôn. Thì quậy để quay hôm nay thì để kết thúc.
hẹn gặp lại các bạn.